Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại cửa hàng của em ha. Thì hôm nay là 30 tháng 11, em lại tiếp tục lên cho anh em cái lô máy. Hôm nay là 13 cây, gồm 10 cắt cỏ và 3 cưa nha anh em. Cưa hôm nay đủ loại cho mình nè, một con tay cục, hai con tay dài. Tay dài thì một con đồng nằm, một con đồng đứng nha anh em. Đồng nằm thì xin đi qua 3 năm nè. Cái hệ này thì phải gọi là quá VIP luôn rồi ha. Đây thì có con Ryobi, đời này của thằng G nha anh em. Đó, hiện hồi em sẽ quay chi tiết cho mình. Cắt cỏ thì có cho anh em một con đầu lưng nè. Con này là Maru 26 tum G luôn nha anh em. Bình xăng con nguyên zin cho mình luôn. Đây có con Robin NB31 nha, đặc biệt bình xăng con hai kim nha anh em. Một con Genos, con này là Genos cá la hán nè, con này là 2750 tum G nha. 35 ly. Một con Genos 26 trở lực nè anh em. Một con Tanaka 2501, con này trên áo nó còn chữ Nhật luôn nè. Đây có con Maru 23 nguyên zin tum G tum nhôm luôn ha. Rồi phía trên thì có cho anh em một con Genos Buggy đứng nha anh em. Con này cũng là ốp giật trở lực luôn nè. Ồ giật trắng tươi luôn nè, quá mới luôn ha. Một con Shinewa shop này chụp giật trợ lực luôn nè, shop là trợ lực nha anh em. Bình xăng con mới ha, Maru 20, con này nguyên zin nguyên bản, máy này thì phù hợp cho anh em dùng gia đình nha. Và con cắt cỏ đầu tiên của ngày hôm nay là con Robin Buggy đứng, con này 30 ly 20cc, cũng là một cái dòng máy phù hợp cho anh em mình dùng gia đình luôn ha. Rồi cưa thì có cho anh em một con Ryobi, đời này của thằng G nha anh em. Kiểu như cái đời sản xuất sau này á, cái máy móc thì của thằng Komatsu đó, nhưng mà nó được sản xuất đặt ở công ty là Ryobi, cho nên là cái tem nó phải đặt là Ryobi, nhưng nó là máy móc của thằng Komatsu nha anh em. Đây thì có cho anh em một con Shindewa 305 nè. Con này thì phải gọi là dùng gia đình rất là ngon, cực kỳ bền và cực kỳ tiết kiệm xăng luôn. Và con cưa đầu tiên là con cưa tay cục, con này thì phù hợp cho anh em dùng gia đình, cưa củi hoặc là mé nhánh gì đó, nó phù hợp cho anh em là cầm được một tay, anh em dùng để với cho mấy cái nhánh xa đó là dùng được ok hết nha. Anh em chốt máy thì liên hệ trực tiếp số điện thoại của em ha, 0917414042. Số này thì có Zalo luôn nha anh em. Hình thức mua bán bên em á, thì anh em chốt hàng thì sẽ được là bao ship tặng nha, không cần phải đặt cọc. Và hàng tất nhiên tới nơi sẽ được kiểm tra hàng, được test nổ máy nha. Chuẩn bị xăng nhớt sẵn giùm em nha anh em. Tại vì bên vận chuyển người ta không có cho để xăng nhớt trong máy, cho nên là anh em tới nơi thì anh em chuẩn bị xăng nhớt để thử hàng giùm em ha. Địa chỉ của em là ở chợ Trung Hưng, ấp Thạnh Quế 1, xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Anh em xem clip á, nhớ cho em một cái nút like nha anh em, và nhớ bấm đăng ký kênh giùm em ha. Cảm ơn anh em rất là nhiều luôn. Rồi phụ tùng theo cho anh em cắt cỏ thì sẽ là 6 món nha, và cưa thì sẽ là 4 món ha. Rồi em vô con đầu tiên cho mình luôn, là con cưa tay cục nha anh em. Con này là con Tanaka, dòng Tanaka bố bách nha anh em. Cái dòng này là chuyên nội địa của Nhật luôn nha. Là cái cửa hàng này là sản xuất cho người Nhật ta xài luôn. Là cái người trong đất nước Nhật nó xài nha anh em. Thì hàng khi mà xài rồi thì nó xuất về, nó nhập, nó gọi là tới cái thời gian quy định rồi thì nó sẽ bỏ ra bãi á. Thì ở bên Nhật sẽ có một cái người thâu gom những cái hàng này, thì nó sẽ đóng về Việt Nam. Rồi bên em sẽ là bên cái mua lại hàng Nhật bãi này, hàng bãi Nhật này, thì để về dọn lại cho anh em. Đó gọi là hàng Nhật bãi ha, hàng này là hàng chính gốc của nội địa Nhật luôn ha. Nòng con này 37 ly, 33cc nè, tem còn rất là đẹp luôn ha. Hình thức máy còn rất là ok luôn, mặt tiền nè. Đặc biệt á, tay cục là anh em có thể sử dụng được một tay anh em cầm luôn nha. Cầm vừa cầm máy mà vừa cưa được luôn. Chỉ cần một tay thôi là anh em có thể cưa củi gia đình. Với lại con này thì anh em có thể là leo trèo mé nhánh này kia rất là thuận lợi cho mình luôn ha. Rồi, lam con này là dài 4 tấc 3 nha anh em. Và nó chạy xích là chân 91. Sinh này là 91 là sinh là sên mắt chung đó nè, sên chung đó. Nó gọi là trên tầm trung á. Rồi, con này thì tăng đưa xích nằm trên lam luôn. Nên việc nhả lỏng ốc này ra và tăng đưa đây luôn. Ôi, ốc còn 7 màu luôn nha nè. Còn rất là mới luôn ha, 7 màu nè. Xích thì em đã thay cho anh em bộ xích mới 100% rồi nha. Còn lại thì nó nguyên zin, lam máy là bao zin cho mình luôn nha. F1 giá 1.9 triệu. Đặc biệt cái ốc mà để chỉnh nhớt ra lam á nè, là nằm trên đây cho mình luôn. Giúp cho anh em muốn tăng á, thì anh em chỉnh theo cộng, giảm lại thì anh em chỉnh theo trừ. Nó rất là tiện luôn ha. F1 giá 1.900.000. Rồi, tiếp theo là con S2.
S2 là dòng Shinewa, dòng này là Shinewa 305 nha anh em. Dòng này phải gọi là quá xịn sò luôn rồi ha. Vì dòng này thì nó công suất của nó là anh em đủ để anh em dùng để gia đình thôi, cưa củi này kia thôi. Còn anh em nào dùng hạ gốc cây thì cỡ cây cái cây dừa hoặc là cây keo đồ nha thôi nha anh em. Tại vì to quá thì công suất máy nó sẽ không đáp ứng nổi. Con này nồng chỉ có 36 ly thôi, nó 31cc ha. Hình thức thì còn rất là ok, đỏ ao nha anh em. Có một số chỗ thì nó hơi chấm nước sơn một xíu. Mặt tiền thì bao cho anh em luôn, đỏ ao luôn này ha. Quá đẹp luôn nha anh em. Đây. Hai ốc ốp lam nha. Con này đặc biệt một cái á, là lam là lam Latin. Chốt đơn còn phải. Lam Latin luôn nha anh em. Đây. Hai mặt là còn rất là dày luôn nha anh em. Latin còn cực kỳ dày luôn á. Xích con này là xích zin theo máy nha anh em. Xích thì còn cũng khá là dày á. Cái này anh em chốt em sẽ giũ sơ lên cho anh em cái là anh em về xài thôi. Xích này anh em nhìn nè. Mắt còn rất là dày luôn ha. Đó, nó hơi lục nha anh em. Này thì trước nói chung con nào cũng vậy, nếu mà xích mới thôi, còn mà xích zin của nó là em sẽ giũa lại cho anh em hết. Cho nên là anh em cứ yên tâm về cái việc xăng phai nhớt anh em đổ vô anh em xài thôi. Nó cực kỳ tiện lợi luôn. Con này cưa tay dài cho nên là anh em cưa nó sẽ rất là đỡ mỗi tay hơn tay cục. Cho nên là anh em nào cưa nhiều á, anh em cưa nhiều thì anh em nên lấy tay dài. Còn anh em nào cưa ít hoặc là anh em mé nhánh đó, anh em đeo chèo thì anh em lấy tay cục nó sẽ thuận tiện hơn. Nhưng mà nó mỗi tay nha anh em. Anh em cưa lâu nó sẽ mỗi tay nha. Còn như con tay dài này cưa nhiều bao lâu cũng vậy, nó cũng không có mỗi tay luôn nha anh em, là cái hay ha. Trắng tay của Winsy nè. Ồ nó có ghi cái số cái chữ gì trên đây luôn nha anh em. Ờ này ghi bút xó nè. Ha. XS2 giá 2.400.000 nha. Rồi, làm dài 4 tấc 3 nha anh em. Ha. S2 giá 2.400.000 nha anh em. Rồi, tiếp theo là con S3. S3 là con Ryobi ESK 3500 nha anh em. Dòng này là giống của thằng G Komatsu 3500 đó. Nhưng mà cái tên là Ryobi thì em cũng có giải thích cho anh em đầu clip đó, là do cái con này là máy móc là của thằng Komatsu hoàn toàn luôn. Mọi bộ phận đều của thằng Komatsu, nhưng mà nó gửi cái này hàng phụ tùng của nó qua bên cái chỗ công ty là Ryobi. Tại vì bên đó có đủ nhân lực, đủ cái người để làm, cho nên nó gửi qua đó làm. Giống như là cái điện thoại Samsung đó anh em. Samsung là của hàng nhưng mà nó đặt ở ngoài chỗ ngoài miền ngoài đó, thì nó phải ở Việt Nam mình đó, cho nên là hàng khi xuất phải để made in Việt Nam, tại vì công ty đặt ở Việt Nam. Đó là lý do tại sao nó lại là hàng của Nhật, hàng của Samsung là của hàng, mà nhiều khi có nhiều cái số một vài cái điện thoại lại là made in Việt Nam đó anh em, thấy không? Thì câu này cũng vậy, nó là công của thằng G của Matsu, nhưng mà nó được sản xuất tại công ty Ryobi, cho nên nó đây là Ryobi, thấy không? Con này đặc biệt một cái á, là chụp giật nó có trợ lực nha, giật rất là nhẹ nha anh em. Đây. Cực kỳ nhẹ luôn ha. Cái thứ hai á, là con này nó có bơm xăng phụ giúp cho xăng lên bình xăng con rất là nhanh. Và cái e của nó là e tự động. Anh em chỉ việc kéo ra, đóng e và lên ra là tự động nó nhảy vô nó mở cho mình luôn. Có luôn cả cái phần phanh xích, cái phần này nó giúp cho anh em leo chèo trên cây rất là an toàn. Khi mà anh em di chuyển thì cái này qua cái kia thì anh em chỉ việc phá xích, anh em không cần tắt máy. Phá xích khi tới nơi anh em muốn cưa anh em chỉ cần mở xích thôi. Rất là an toàn. Và cái con này nó có hai cái phần lò xo giảm nhúng nha nè. Nhúng là khi mà phần rung của máy nó sẽ qua hai cái lò xo này triệt tiêu, giúp cho mình cầm trên đây nó không bị tê nha anh em. Và cái con này em đã độ lên cho anh em là nhông đồng tiền nhông mới nha anh em, đồng tiền mới. Và xích là xích 91, và đặc biệt cái lam là lam tản nhiệt, đầu lam Latin luôn nha anh em ha. Xích thì là xích mới 100% rồi nha, đặc biệt máy đồng đứng nha, bô nè. Rất đẹp luôn nha anh em. Có cái thì dàn áo nó hơi xấu, anh em lưu ý giùm em, áo nó hơi xấu nha anh em. Này em có nói trình lại thẳng luôn là áo hơi xấu, thì anh em nào coi ok thì mình chốt ha. Giá này em cũng bán theo giá của cái áo luôn nha anh em. Rồi, lam này dài 4 tấc 8 này ha. Đó, 2.8 là do cái áo con này nó hơi xấu nha, cho nên em bán 2.8 ha. S3 giá 2.8, nòng 35 ly nha anh em, nó khoảng 34cc ha. Rồi, tiếp theo là con S4. Rồi, qua cắt cỏ nha anh em. Cắt cỏ thì con đầu tiên là con S4, con này là máy dùng gia đình nha anh em, nhỏ gọn thôi. Nòng 30 ly 20cc, trọng lượng xăng nhớt luôn thì con này khoảng 4,5 kg ha. Bugi đứng nha anh em. Bình xăng con thì nó mới nha, còn bình xăng lớn nó zin à. Bình xăng lớn là cái bình để chứa xăng nhớt đó nha anh em. Lốc máy này ha. Liền lạc nha. Con này thì nó là tum liền, tum nhựa, tum theo máy. Công tắc ắn. Tay đôi ga giữ ha. Thì nói chung mấy con này cho anh em dùng gia đình thôi, tại vì nòng nó chỉ có 30 ly mà công suất chỉ có 20cc. Anh em dùng để cắt cỏ vườn cỏ nhà thôi ha. Thì nó sẽ hợp lý, nó rẻ tiền, nó nhẹ mà nó lại lợi xăng nữa nha anh em. Đó, anh em thấy phù hợp thì mình lẫm ha. S4 giá 1.200.000 nha.
Rồi, tiếp theo là con S5, là một con máy cũng là dùng gia đình luôn ha. Con này cũng là một con máy dùng gia đình nha, Maru 20, nòng 30 ly 20cc, tổng trọng lượng xăng nhớt luôn thì nó cũng khoảng 4kg thôi nha anh em, rất là nhẹ. Con này được cái là nguyên zin nguyên bản hết cho mình nè, và máy là liên lạc không bể không vỡ nha anh em. Đây bình xăng lớn là bình xăng zin cho nó của heo nó luôn nha, cũng còn rất là sáng, rất là đẹp luôn ha. Rồi, con này công tắc ấn nha, tôm liền, tôm nhựa, tôm quá mới luôn nha anh em, tôm trắng tinh luôn ha. Rồi, tay đôi, lắp đầu bò đầy đủ nha anh em, nguyên zin nguyên bản, nòng 30 ly 20cc thì cũng giống như con S4, là máy công suất nhỏ, anh em phù hợp dùng gia đình thôi. Thì được một cái lợi thế là giá rẻ, thứ hai nhẹ, và cái thứ ba là cái đặc biệt đó là tiết kiệm xăng nha anh em. Ha. S5 giá 1.300.000. Tiếp theo là con S6. S6 là con Shinowa shop nha anh em, Shinowa 22, nòng 32 ly 22cc, shop thì chụp giật có trợ lực nha, giật rất là nhẹ nha anh em. Con này thì cũng liền lạc, không bể không vỡ, cũng là một cái dòng máy phù hợp cho anh em dùng gia đình. Nhưng này con mày 32 ly thì anh em có thể dùng cắt cỏ bờ, cỏ bụi, bụi thì cỡ như cây sậy này kia đó thì anh em cắt được nha anh em. Tại vì 32 ly là đủ khỏe rồi ha. Con này bình xăng con mới nè, bình xăng lớn zin nha anh em. Tum ly, tum nhựa ha. Con này cũng khá là nhẹ, xăng nhớt luôn thì cũng khoảng 4kg. Một cái điều hay của máy bãi Nhật á anh em là từ nòng từ 34 ly đổ xuống á, 30 ly, 34, 32, 30 á thì tăng nặng nó như nhau, nó dưới 5kg nha anh em, là một cái hay của người Nhật ha. Rồi, con này thì nó cũng là công tắc ấn, công tắc ở đây nha. Đây 220, đặc biệt lắp là lắp sơn titan luôn nha anh em, sơn màu xanh nha. Ha. S6 giá 1.350.000 nha. Tiếp theo là con S7. Con này dây giật còn rất là đẹp luôn nha anh em, giật trắng tươi luôn nè ha, rất là mới luôn ha. Đây quá đẹp luôn. S7 là cái con Ryobi, nòng 32 ly, con này 23cc nha anh em, thì chụp giật lúc nào cũng sẽ là trợ lực cho mình. Máy là máy bugi đứng nha, và bình xăng con thì mới nha anh em, áo thì cũng liền lạc không bể không vỡ nè, bình xăng lớn zin nha, thùng nè còn rất là dày luôn nha anh em, rất là cao luôn ha, bình xăng thì còn trắng bóc luôn, quá đẹp luôn. Tôm con này là tôm ly, tôm nhựa nha, tem Ryobi nó còn nè anh em, chữ nguyên si luôn. Rồi công tắc ấn, công này công tắc zin theo máy nha anh em. Lắp đầu bò đầy đủ, nói chung về ở đây máy thì em đã làm sẵn hết rồi. Về anh em việc xăng phai nhớt vô là xài thôi, chứ không có cần phải làm gì hết. Thì hàng tới nơi anh em kiểm tra đúng hàng của mình, xăng phai nhớt anh em thử hàng ok thì anh em thanh toán thôi. Hình thức mua bán cũng rất là đơn giản luôn ha. S7 giá 1.500.000, liền lạc không bể không vỡ nha anh em. Rồi tiếp theo là con S8. S8 là Maru nha anh em, nòng 32 ly 23cc. Thì dòng Maru này thì em cũng nói khá là nhiều với anh em, là một cái dòng máy chạy tính ổn định rất là cao luôn nha anh em. Mà phụ tùng sau này anh em mua cũng khá là dễ luôn, phụ tùng bây giờ là rất là đại trà, nhất là dòng Maru này nha anh em ha. Con này thì hình thức là nguyên zin nguyên bản 100% nha, hàng của Nhật luôn nha anh em. Và tum là tum gời, tum nhôm. Tum này nếu anh em sau này có cần gắn đấu xịt thuốc này kia thì đưa vô là vừa nha anh em. Tại vì đầu máy con này là tum 260, đưa vô xịt thuốc là vừa ngáp hết luôn, không cần phải chế cháo gì hết. Rồi, con này dùng công tắc ấn nè. Ha, con này thì trong lốc nó có dập mắt in da băng cho mình luôn nha. Đây. Đó, chữ rất là đẹp luôn nha anh em. S8 giá 1.550.000, và con này chắc xăng nhớt luôn thì cũng khoảng 4kg rưỡi thôi nha anh em, rất là gọn và nhẹ luôn ha. Tem mát còn đầy đủ, tem chống hàng giả nha anh em. Đây ha. Rồi, tiếp theo là con S9. S9 là con Tanaka, dòng này cũng là một cái dòng máy chuyên về nội địa của Nhật nha anh em.
là sản xuất cho người Nhật xài thôi. Đây tem này chữ Nhật này nha nè, nó còn khắc trên đây luôn nè. Nồng con này 34 ly, nó 25cc, Made in Japan. Ở dưới này là cái hàng tiếng Pháp nha anh em, cũng là cái gọi là sản xuất tại Nhật nữa đó. Con này bình xăng con zin và đặc biệt e là tay đỏ tự động luôn, cực kỳ xịn sò luôn ha. Bình xăng lớn zin theo máy, tum lên tum nhỏ, tum thì cái tem nó còn dán đầy đủ cho mình hết luôn này nè, cực kỳ vip ha. Rồi công tắc ắn up L theo máy luôn nha. Con này là hình thức nguyên zin nguyên bản, 34 ly thì anh em đập cước là vô tư. Cắt cước ở đây đó là cắt cỏ bằng cái ổ tròn tròn có găng đó nè, thì cái đó em cũng có tặng kèm theo cho mình luôn. Thì 34 ly là đủ khỏe rồi nha anh em. S9 giá 1.600.000 ha. Rồi tiếp theo là con S10. S10 là cái con Genos, con này cũng là một cái dòng máy buggy đứng nha nè. Nồng 34 ly, con này 26cc. Chập giật của nó cũng là trợ lực luôn nè. À, và đặc biệt e của nó là e tay đỏ tự động nha. Đây anh em chỉ việc nè, đóng e à, anh em lên ra là tự động nó chảy về nó mở nha anh em. Tum ly tum nhựa ha, up L là zin theo máy. Ở đây nó còn chữ zin nốt luôn nè. Cái ga con này thì anh em lưu ý giùm em, mình bóp cái này vô mình kéo xuống là lên ga nha. Đó, buông ga tự động nó chảy về. Còn anh em nào thấy lu bu quá thì có thể buộc chết thì luôn ga thì đây mình kéo lên kéo xuống ha. Còn không thì anh em cứ bóp ga gì buông ga tự động nó chảy về cho mình. Công tắc trên tay luôn nha nè, anh em ấn top là tắt hay buông ra tự nhiên mở luôn nha nè, tự động nó mở về cho mình luôn, công tắc tự động ha. Con này hôm nay em bán cho anh em 1.600.000 là do cái áo nó không được, nó không có được sáng, với lại nó bị nứt nha nè, nứt cái vỏ này nè. Anh em lưu ý ha, một cái ở đây và một cái ở đây là hai chỗ ha, anh em lưu ý giùm em. Cho nên là nó có hai cái điểm này, cho nên là em bán anh em giá đúng 1.600.000 luôn, chứ nếu mà được như 34 ly 26 CE tự động này là đúng giá 1.700.000 nha anh em. Đó tại vì hôm nay hay bị hai cái chỗ này cho nên bớt 100.000 còn 1.600.000 ha. S10 giá 1.600.000 nha. Tiếp theo là S11. S11 là cái con Genos nha em, là BK2750 nha, nòng 35 ly, con này 27cc ha. Rồi, con này thì hình thức mọi thứ đều là zin hết luôn nha anh em, chỉ trừ cái bình xăng lớn là mới, bình xăng lớn là cái bình chứa xăng nè, này là chứa xăng nè, bình xăng con zin. Đặc biệt của con này là nó tum gời, tum nhôm nha anh em. Tum này thì anh em chứ là tháo ra anh em gắn gì anh em gắn, độ gì độ vô tư, tại vì tum này là tum thông dụng, tum 260 ha. Nòng con này 35 ly lận nha anh em, 27cc khá là khỏe nha. Đó, này là đùng dùng là mọi thứ đều được nha anh em, khá là khỏe luôn à. Tum gời nữa thì quá ngon, độ xe anh em chỉ cần về có bộ nhông là anh em độ xe được luôn á ha. S11 giá 1.800.000 nha. Tiếp theo là con S12. Khoan để em coi con này chú này nó bị nám này xíu nha anh em, nó hơi nám này xíu nha anh em, lưu ý giùm em ha. Rồi tiếp theo là con S12. Này hơi hiếc còn rất là dày dặn luôn nha anh em, kéo hơi là bực bực luôn nha. Đó, anh em thấy kéo hơi không? Hơi là cái bực bực luôn nha anh em, hơi rất là dày luôn ha. Là con này là không cần phải mở bô coi luôn là nòng biết tâm còn rất là dày, phải gọi là như mới luôn á. Nòng con này 36 ly nha, 31cc, Gobin NB31 nha anh em. Con này thì cái cổ cái kiểu dáng như là cái kiểu dáng đầy đầu á, cho nên là cái vỏ nó bằng nhôm và cái phần phía trước nó làm hở luôn nha anh em. Là cũng như cái phần này nó tản nhiệt tốt lắm nè, cực kỳ tốt luôn, và nó là vỏ bằng nhôm cho nên anh em xài không có sợ bị bể vỡ ha. Đặc biệt bình xăng con ở đây thì em đã lên cho anh em là hai kim mới, hai kim zin nha, hai kim zin quanh gồ của Nhật luôn, là chạy rất là tiết kiệm xăng luôn nha anh em. Máy lớn máy khỏe mà chạy tiết kiệm xăng. Thì cái dòng này anh em nào dùng Đắk Lắk, Gia Lai, Đắk Nông, Kon Tum này kia em hay nói đó, là cái chỗ anh em cỏ nó to đó thì anh em lấy mấy con máy này nè chạy cho nó khỏe. Mà con này hôm nay được hai kim nữa nha anh em, cho nên chạy rất là tiết kiệm xăng ha. Rồi tum con này là tum nhôm luôn, bao cho anh em là không bể vỡ luôn nha anh em. Con này phải gọi là toàn bộ là nhôm nè, có cái bình xăng là nhựa thôi nha anh em, bình xăng này mới nha. S12 giá 1.900.000 ha. Cuối cùng S13.
S13 là cái con Maru 2006 nha, nòng của nó là 34 ly 26cc. Con này đặc biệt là hình thức nguyên zin nguyên bản. Với lại con này là dòng máy đeo lưng á nè, máy ba lô đó, là anh em quải á, thì nó ví dụ như anh em đi mà kiểu như cái đường dốc nó hơi đứng á, thì anh em quải máy này nó khỏe. Với lại anh em nào xài quen thì anh em xài ba lô cắt nó khỏe hơn nha nè, tại vì nó có hai cọng dây quai á, hai cọng dây đeo á, đeo được hai bên cho nên rất là nhẹ luôn á. Con này bình xăng con zin, bình xăng lớn là zin luôn nha anh em. Con này nói chung là zin nguyên bản hết luôn á. Tum là tum gời, tum nhôm nè. Nói chung là tum gời thì anh em tháo đầu máy được. Anh em chỉ cần tháo cái này ra, lấy cái đi, tháo cái tum này ra, tháo cái dàn khung dưới đây ra là anh em có thể lấy cái đầu máy anh em xài riêng được rồi. Anh em muốn xài gì cũng được ha. Rồi, con này công tắc nè, tay ga nè, tay lái nè, lắp đầu bò, đầy đủ nguyên xiên nguyên bản hết luôn nha anh em. Đầy đủ hết. Thiếu dây đeo thì cái này hàng đi em sẽ bổ sung sau cho mình nha. S13 giá 1.850.000 ha. Rồi anh em chốt máy thì liên hệ số điện thoại của em ha, 0917414042. Chào tất cả anh em.